Xin chào cả nhà. Hôm nay mình làm một cô gái cả nhà. Để coi nó sẽ đẹp không cả nhà. Hôm nay mình làm một cô gái mặc áo đầm. Bây giờ mình bắt tay vô mình làm đi cả nhà. Bây giờ mình làm cái đầu của cô gái chứ.
đầu của cô gái nha. Thank you.
nhắc nhiều nữa các bạn. Lâu lắm các bạn, bạn thông cảm nhưng mà nó không có dạy chi tiết được, không có chỉ được. Bây giờ mình xe bằng dầu cô gái nha các bạn. Giờ mình xe bằng dầu của cô gái đi.
cả nhà. Cái này mình cũng làm xong rồi nè cả nhà. Một cô gái nhỏ đó cả nhà. Cái này nhiều chi tiết quá, mình tắt cho nó bớt lại để hơi mình quay hoài là nó có thể lâu lắm đó. Yêu quý mến mình thì cho mình cái đăng ký like cả nhà, cho mình có động lực mình làm tiếp cả nhà ơi. Cái này làm quá cực rồi, cái này phải chờ keo nó khô mới làm được, khô bởi vì mình lấy cái keo sắt mình chích cho nó cứng lại cho nó đỡ, chứ không phải là chờ nó khô đâu, nó khô luôn là cả buổi luôn đó. Xin chào cả nhà nha, bye bye.